Đó, ông làm có cái món đỏ tươi kìa đó, vậy đi. Cái này trời ơi, nhìn thấy giống con trai tôi Gáp gì mà ghê vậy trời. Lâu lâu vui bữa đi nha quý vị. quá. Đây đây để đây cái này được, cái này được nè. Rồi, ok. Đó, cái này giống cartoon Này là cartoon chứ còn gì á. nữa. Ừ, cartoon đi, cartoon bữa đi. Rồi, ông muốn cartoon thì tôi đặt bên này. Ok, rồi ông nói gì? Ông định nói gì vậy? Sao tôi giống Doraemon như này Nobita được không? Đẹp ha. ông giống Nobita Ừ, rồi sao? À, tôi để tôi ở mắt kiến ra tôi giống gì. Được rồi, cái giống gì vậy? Tôi cũng không giống gì. Không, cũng cũng được, cũng được. Cái mắt ông to ghê ha. Mắt đẹp quá. Tròn tròn lấy lấy giống mắt chị Hằng. Ha, giống ha. Ừ, giống mắt chị Hằng kìa. Cái đám người mà đi theo lẳng nhẳng. Mấy cái đĩ Sài Gòn, mấy cái đĩ Sài Gòn, cứ thấy con gái là mấy cái đĩ Sài Gòn. Xong cái chị Kim Miến á, đi đi với mấy cô bạn cũng là ca sĩ trong đoàn, đi ra phố Hàng Đào vậy đó, lại mấy cái đứa nhỏ nhỏ, ê mấy cái đĩ Sài Gòn, mấy cái đĩ Sài Gòn, cái bà tự bực quá mà quay qua, này mất dạy, con nào nó có đĩ Sài Gòn, bà mà cấu lên mà quật vàng mắt cho mày ra. Cái nó hết hồn, cái nó nhìn nhau, úi giời con này Bắc Kỳ chúng mày ạ. Công an Bình Dương tại sao mà làm những cái chuyện mà quái quăm mà đi 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 bắt người khác thành phố mà bắt người không chứng cứ, mà tức nghĩa là chứng nghĩa là tố cáo, tự mình tố cáo mình ăn tiền với lại bị một cái con đàn bà mà bố láo gì mà điều khiển là sao vậy công an Bình Dương? Bà ngồi đó bà quay cái mõm ra bà chửi nước Mỹ có nhiều bao nhiêu đúng không? Có nhiều gì ông nói đi. Không, có nhiều người không có gọi là hơi lầm á, thưa quý vị. Khi mà chính phủ Mỹ họ gửi vaccine về cho bên Việt Nam đó, thì không phải đó là chính phủ Mỹ gửi nha quý vị nha, mà đó là tiền của nhân dân Mỹ gửi về. Tại vì chính phủ Mỹ không có tiền, cái tiền đó là tiền thuế của nhân dân đóng vô, và chính phủ Mỹ đại diện cho nhân dân Mỹ để mà phân bố một cái lượng viện trợ, một cái lượng vaccine cho người dân Việt Nam. Thì những cái người mà những cái đồng tiền đó là cũng là những cái đồng tiền thuế, đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người Việt Nam Cộng Hòa đó, mà những cái người mà quý vị nói ra rả chửi là phản động đó, đó là những cái người hàng năm người là ta chúng chuyển tôi tiền đây, về 17 đúng vậy, 18 tỷ đô la. 17 18 tỷ đô la tiền viện trợ về bên Việt Nam hàng năm. Đó là tiền của rất là nhiều người mà mình nói là chế độ cũ á. Tại hồi xưa thưa quý vị, là cái lượng người mà đi đi vượt biên á, là đa số là người di dân ở trong Nam đi thôi, chứ còn ở ngoài Bắc là sau này họ đi mới đi qua ngã Hồng Kông với lại Macau, thì cái lượng đó nó ít hơn cái lượng người đi trong Nam nhiều lắm. Cho nên những cái năm tháng đầu tiên mà lượng kiều hối đi về trở về trong nước đó là do những cái người chế độ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi gửi về bên đó, chứ không phải là những cái người mà đi sau này ở miền Bắc, thưa quý vị. Thì bây giờ mình trở lại thì mình nói là chính phủ Mỹ hiện giờ là một trong những chính phủ hàng đầu của nhiều vaccine về Việt Nam cứu trợ nhất, viện trợ đó, mà không có một cái điều kiện gì hết nha quý vị nha, không kèm một cái điều kiện gì cả. Cho nên mình mới thấy được là cái mức độ nhân đạo của chính phủ và người dân Hoa Kỳ dành cho người dân Việt Nam trong cái thời kỳ đại dịch này. Thì thay vì được cảm ơn, được biết ơn, thì mình thấy cũng quá nhiều những cái trường hợp là vẫn lên trên mạng để mà chửi Mỹ, chửi Ba Sọc, chửi phản động này nọ. Mà một cái trường hợp mà điển hình nhất là trường hợp của chị Năm L đó, thưa quý vị. Mà quý vị biết là cái số lượng người mà đi theo chị cũng rất là đông, cho nên khi mà chị chửi chính phủ Mỹ, chửi người dân Hoa Kỳ mà đại diện là những cái người Việt Nam ở bên này nè, thì những cái người followers, những cái hàng nô rồi đó, những cái em bé mà có cái tâm lý là ghét Mỹ, ghét Ba Sọc đó, ghét những người Việt Nam chế độ cũ đó, thì những cái em đó nó sẽ bị kích động và nó lại chửi tiếp. Như vậy cho mắt ông quá hả? Cho nó dịu dịu bớt.
cho nên đừng có đưa ra những cái vết hằn sâu dĩ vãng trên ánh mắt cho chân lên chứ. Ok. Thì Nam Quang phân tích để cho quý vị thấy là mình nên nhìn cái sự thật nó là như vậy. Cái sự thật là chính phủ Mỹ họ giúp Việt Nam rất là nhiều. Bây giờ ngoài cái chuyện vaccine nữa, thưa quý vị, khi mà mình đang có tranh chấp về biển đảo với lại Trung Quốc, chính phủ nào là chính phủ mà viện trợ tàu biển cho Việt Nam, thưa quý vị? Có phải là Mỹ và Nhật không? Toàn là những cái nước mà mình gọi là những cái nước tư bản, những cái nước đế quốc ấy. Những cái nước còn cái gọi là cái thằng mà ở phía trên đầu chúng ta là lúc nào mà cũng tôn vinh bằng 16 chữ vàng đó, thưa quý vị. Thì lúc nào nó cũng đè nén, nó ăn hiếp mình mà không dám lên tiếng, lúc nào cũng ca ngợi nó hết, trong khi những cái người bạn thật sự giúp đỡ mình thì mình lại chửi người ta không thương tiếc. Đó là một cái điểm sai. Trời ơi, mấy lần tôi về tôi ở khách sạn New World đó, trời đất ơi, 6 giờ sáng rồi quý vị, không phải 5 giờ sáng thôi. Trời đất ơi, tôi ở tầng nhất đó quý vị. Mà chửi Mỹ cho đã, xong rồi giờ là chích vaccine của Mỹ không à. Ừ. Mà nhất là mấy ông ở trong bộ chính trị, đảng đồ này nọ, nó toàn là chích Pfizer với lại Moderna không à. Có ông nào chích vaccine của Trung Quốc không, giơ tay lên đi, điểm danh đi Nam Quang, rồi xong rồi nói chuyện với Nam Quang tiếp. Ông có biết là ông bị đâm sùng lũng không vậy? Ông tôi bị đâm là tôi đâm. Đi nói đi. Sao cái hình giờ sao nó trắng chợt vậy, ông sao kỳ vậy? Cái kia. Bên kia thì nó mịn hơn, bên này sao nó cái màn ảnh kỳ cục vậy? Hồi nãy tôi để cái ánh sáng nó ok rồi, ông chỉnh là sao? Thường cái front camera nó như vậy đó. Với lại hôm nay tôi ông mặc áo sáng màu mà tôi mặc áo đen, cho nên cái camera đó nó không có đó ảnh. Ông làm có cái mỏm đó tươi kìa đó, vậy đi. Cái này, trời ơi, nhìn thấy giống con trai tôi quá. Cái áo gì mà ghê vậy trời. Lâu lâu vui bữa đi nha quý vị. Đây cái này được, cái này được nè. Ok. Đó, cái này giống cartoon á. Này là cartoon chứ gọi gì nữa. Ừ, cartoon bữa đi. Ừ, rồi, ông muốn cartoon đi, tôi đã bên này. Ok, rồi, ông nói gì? Ông định nói gì vậy? Sao tôi giống Doraemon như này, Nobita đúng không? Đẹp quá. Ông giống Nobita ghê. Rồi sao? À, tôi để tôi ở mắt kiến rồi, tôi giống gì vậy? Đẹp ghê, giống gì vậy? Tôi cũng không giống gì vậy. Không, cũng được. Cái mắt ông to ghê ha, mắt đẹp quá, tròn lấy lấy giống mắt chị Hằng. À ha, giống ha. Ừ, giống mắt chị Hằng kìa. Rồi, ủa, để tôi đây, tôi ở bên, đi về Việt Nam, cái ở bên khách sạn New World, bên đó nó có một cái công viên là 23 tháng 4 gì đó. Ừ. Cái gì mua đó, cái công viên gì quên mất tiêu rồi. Công viên 8 gì đó, Lê Văn Tám hả? Không. 3 tháng 2. Không. Rồi đại khái nó làm cái công viên rồi. Đại khái nó làm cái công viên. Trời đất ơi, cứ 5 giờ sáng thôi là đội quân vì đã đi nguyên một cái loa mà nó để ngay mấy cái gốc cây đó. Trời đất ơi, giờ này mà còn chống Mỹ nữa thưa quý vị. Đội quân Việt Nam đi chung là quốc cái gì đó. Mà ta nói đó là bài quốc ca. Không, rồi thôi mọi. À, đêm nay trên đường hành quân ra mà trận chung đất quân chém theo con đường của bác. Đảng đã cho ta một mùa xuân đi ước vọng, một mùa xuân tươi chẳng anh sang khắp nơi nơi. Xong rồi cái gì thế này, em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng, xuân vui có đàn tiền phong, có đàn nhánh thái dương, sống yên vui với tình yêu thương gì đó. Trời ơi, sáng nào cũng vậy, sao cái tư vậy? Đổi, tôi leo lên trên, đổi leo lên cái tầng cao hơn cho nó đừng có nghe. Tại vì mình đã bút bao nhiêu ngày thì mình vào bấy nhiêu ngày, mình xuống mình xin nó đổi lên tầng cao hơn, nó nghe nhỏ hơn thưa quý vị. Nhưng mà sáng sớm vẫn mở mấy cái loa đó lên. Chưa hết nha quý vị, đi xuống dưới cái hồ bơi của New World đó, cái trời ơi, cái màn hình LED nó quảng cáo trong một cái khoảng thời gian nó quảng cáo, cái nó nhét vô tổng tiến công mậu thân gì đó,
rồi xong rồi bao nhiêu giặc Mỹ tội ác, giặc Mỹ gì mà nguyên một cái màn hình lớn, mà nguyên một cái bức tường của một cái building của gì. Sau đó trở đi là mình không thể để bị đầu độc nữa. Những lần sau về đạn cái gì ngay phía sau lưng của Caravelle á, ngay phía sau lưng của Caravelle gì hai át không 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 phải hai át, trời ở ngay đường tự do không quý vị, giờ là đường Đồng Khởi kế bên cái đền thờ Hồi giáo á, cái khách sạn thì tên gì quên mất tiêu. Trời ơi, sáng sáng không có còn nghe đội quân Việt Nam đi với lại tiếng về Sài Gòn hay là mà giặc Mỹ xâm lăng cái gì hết trơn như thế quý vị đó. Cho nên á, cho nên á, cái khách sạn New World đó nó bị một cái thất thế là sáng nào cứ 5 giờ là nguyên là những cái loa mà nó buộc vô trong cái gốc cây với cái cục đèn đó, nó xả hết công suất, nó phà lên trên những cái phòng khách sạn đó, chịu nổi không? Mỹ gì thì thôi, nó không nghe, nó không hiểu nó là gì. Còn mình cứ ra rã, mình nghe những cái đó làm sao mà chịu nổi. Đó thì nó sơ sơ nhị gì cái tình hình nước Mỹ. Nên nước Mỹ là nước Việt Nam. Thì bây giờ mình sống ở cái nước Mỹ rồi thì mình tôn trọng quý vị ở cái khoảng mà tự do ngôn luận. Bà Hằng muốn chửi hay bà chửi? Muốn chửi đâu có chửi. Nhưng mà yêu cầu quý vị cùng với bà Hằng chửi thì chửi cho đúng. Và muốn cho người ta đừng có cười vô mặt mình á thì đừng có so sánh. Đừng có so sánh giữa Mỹ với Việt Nam, nó khập khiễng lắm. Cuộc sống ở Mỹ là cuộc sống ở Mỹ, cuộc sống ở Việt Nam là cuộc sống ở Việt Nam. Mình thông cảm cho những người dân Việt Nam, nhưng mà mình không thể không cười được, không cười vô mặt những cái người mà gọi là dư luận viên với lại những cái người mà đi tuyên truyền sai trái bậy bạ, giống như bà Hằng và một số đông những cái người mà ngớ ngẩn khác ở bên Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay mình nói để cho mọi người, nếu mà ai coi được thì có thể có một cái nhìn khác hơn về những cái lời mà bà Hằng mà bà xuyên tạc tầm bậy tầm bạ. Rồi xong, mời Nam Quang. Mà tôi làm gì đây? Ông nói okay. Cái gì kế tiếp đây? À, vâng, thưa quý vị, mình có nhớ mỗi lần cái hồi xưa mình gọi là thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ đó, hồi xưa có tên là Sài Gòn, phải không quý vị? Xong sau khi mà miền Bắc họ cưỡng chiếm miền Nam thì họ mới đặt cái tên Sài Gòn, họ đổi tên Sài Gòn lại tên là thành phố Hồ Chí Minh, là tên đó được đặt theo tên của ông Hồ Chí Minh đó. Hôm qua Nam Quang có nói chuyện với lại một cái người bạn của Nam Quang, là mình nói là tại sao mà chúng ta không có thấy những cái tên đường. Mình có thể thấy tên đường Võ Văn Kiệt nè, đường Lê Duẩn nè, đường Trường Chinh đặt theo tên của những ông lớn và những cái người gọi là liệt sĩ của phía Bắc Việt đó, thưa quý vị. Thì nhưng mà không có thấy đường nào tên là đường Nguyễn Ái Quốc hay đường Hồ Chí Minh, ngoại trừ cái đường mòn Hồ Chí Minh hoặc là đường Nguyễn Tất Thành. Thường thường nó ít có lắm, tại vì có một cái lý giải nó như vậy mà mình thấy nó cũng có lý, là họ nói là chẳng lẽ bây giờ lại đặt tên của ông Hồ Chí Minh ngang hàng với lại tên của những cái ông giống như là ông Tổng Bí Thư hay là ông tướng Võ Nguyên Giáp này nọ hay sao. Tại vì cái ông Hồ Chí Minh là phải đặt tên cho một cái thành phố thì nó mới xứng tầm, chứ còn nó không có nên là lấy cái tên của Hồ Chí Minh để đặt tên cho những con đường, thì nó ngang hàng với lại mấy ông kia rồi. Cho nên một khi mà mình đã đặt tên cho ông, đặt tên dùng cái tên của ông này đặt cho thành phố rồi thì không có nên đặt tên cho đường phố nữa, đến tầm thường hơn. Thì mình trở lại cái vấn đề này. Quý vị thấy cái chuyện là người dân Việt Nam của chúng ta đó, đa số là ở trong Nam thì quen cái miệng dùng là Sài Gòn rồi. Thường mình không có dùng tên là thành phố Hồ Chí Minh nữa, chỉ có người miền Bắc hoặc là những cái người ở những cái vùng quê, sau này những em bé nó ít dùng chữ Sài Gòn hơn, nó gọi là lên thành phố Hồ Chí Minh, nó gọi là thành phố Hồ Chí Minh rồi, hoặc là thành phố lớn. Mà nếu như mà chúng ta để ý, tất cả những báo chí chính thống của Việt Nam nha, họ vẫn sử dụng Sài Gòn. Ông thấy nó rất là, mình thấy họ chơi cái kiểu này, nó không có fair. Quý vị,
họ vẫn dùng thành phố Hồ Chí Minh khi mà họ nói đến những cái điều gì tốt đẹp. Còn khi mà tới những cái tệ nạn xã hội, những cái điều gì mà nó dơ dáy, nó không có đẹp á, nó dùng cái chữ Sài Gòn. Chứ bao giờ mà quý vị dùng thấy là ở trên báo Tuổi Trẻ hay báo Thanh Niên là tệ nạn địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Không có như quý vị nha, quý vị tìm dùm năm quan đi, không có có một cái tờ báo chính thống nào ở bên Việt Nam mà dùng cái chữ đó cho thành phố Hồ Chí Minh hết, mà là tệ nạn địa điểm Sài Gòn. Còn là thành phố Hồ Chí Minh Quang Vinh, là mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh hay gì đó. Chứ còn, đó. Còn cho nên bây giờ đó mình nói về cái ông nói về cái nào vậy, tôi bỏ cái tôi chen với cái vụ đi đến Sài Gòn vậy hả? Ông nói đi, mắc cười đúng không quý vị? Ở dân ở miền Bắc á, ngày trước 75 này gây chuyện vui thôi, chứ dù sao nó cũng là quá khứ rồi. Thì ở ngoài miền Bắc trước 75 á, thì người miền Bắc á, được bị đầu độc á, là người miền Nam bị kèm kẹp, bị đói khổ, bị nghèo. Cho nên miền Bắc á, là phải chi viện cho miền Nam gì tùm lum hết trơn thưa quý vị. Còn dân ở miền Nam á, là con trai á, thì đạp xích lô xì ke ma túy, con gái đi làm bỉ. Tức là người dân miền Bắc ta mặc nhiên người ta nghĩ là miền Nam đói khổ lắm, cho nên phải giải phóng miền Nam với sự kèm cặp của đế quốc Mỹ, rồi còn đàn bạn gái đi làm đỉ. Cho nên là nó ăn sâu trong đầu người ta vậy. Cái đến chừng mà các cái đoàn sau 75, cái bầu xô mà đem ca sĩ đi ra ngoài miền Bắc á, biểu diễn á, trời ơi, người ta mới biết là cái văn hóa sau này người ta, cái bà mà Dương Thu Hương á, bà văn sĩ, bà ngồi giữa Sài Gòn bà khóc là tại vì bà đã bị nhồi sọ, bà đã bị lường gạt về một cái miền Nam, một cái Sài Gòn mà quá là tồi tệ, xấu xa. Bà Dương Thu Hương đó quý vị, bây giờ thì bà đó cũng là thuộc này bị bò lại phản động. Xong cái mắc cười lắm, cái chị Kim Yến á, chị ca sĩ Kim Yến hồi xưa, cái chị cũng đi ra Kim Yến, Lệ Thu, rồi cái cũng đi ra ngoài Hà Nội diễn, mấy đứa nít nó đi theo, hãy mà bất cứ người hãy mà người ở trong miền Nam cái thời mà 78, 80, 81 tới tận 90 luôn quý vị, mà vẫn còn bị cái đám người ngoài đây đi theo lẳng nhẳng. Mấy cái đĩ Sài Gòn, mấy cái đĩ Sài Gòn, cứ thấy con gái là mấy cái đĩ Sài Gòn. Xong cái chị Kim Yến á, đi với mấy cô bạn cũng là ca sĩ trong đoàn, đi ra phố Hàng Đào vậy đó, lại mấy cái đứa nhỏ nhỏ, ê mấy cái đĩ Sài Gòn, mấy cái đĩ Sài Gòn. Cái bà tự bực quá, bà quay qua, này mất dậy, con nào nó có đi Sài Gòn, bà mà cấu lên mà quật vàng mắt cho mày ra. Cái nó hết hồn, cái nó nhìn nhau, úi giời, con này Bắc Kỳ chúng mày ạ. Như Bắc Kỳ di cư, như Bắc Kỳ, chị nói tiếng Bắc được, nhưng mà chị nói thế này, nhưng mà ba má chị Bắc cho nên tiếng Bắc được, nhưng mà cái cách trang phục của chị rồi là cái người Sài Gòn chứ không phải là Hà Nội, thì nó bu ra, nó cứ có đi Sài Gòn, có đi Sài Gòn, mà con nít cả đóng gì kia vậy, nó rất là bu lì, nó harass, nó bu lì, mà nó tấn công người ta, mà nó cứ đi Sài Gòn, mất dạy. Bà mà cấu lên một quật vàng mắt cho mày ra. Ôi giời, ôi cái con này Bất Kỳ chút mày ạ. Cái nào không chồng nữa. Vui lắm quý vị, vui lắm quý vị. Rồi bây giờ xong cái vụ bà hàng chửi nước Mỹ xong chưa? Ok, nhưng mà ông kể xong chuyện chưa? Kể xong chuyện rồi phải không? Thưa quý vị, hồi nãy Nam Quang nói sơ về cái chuyện thành phố Hồ Chí Minh với lại Sài Gòn đó, là tại vì Nam Quang muốn nhắc đến một cái chuyện mà mấy bữa nay nó cũng đang râm ran ở trong trên Facebook, trên dư luận, đó là cái cô Hằng Nguyễn mà viết một cái bài viết một cái bài về Covid mà nó làm mất lòng người, nó làm rất là buồn lòng người dân Sài Gòn và người dân ở trong Nam, thưa quý vị, là tại vì cô ta đã coi như thôi, để Nam Quang phải đọc cho quý vị nghe cái bài này, cái bài cô ta viết ở trên Facebook mà bây giờ cô ta đã xóa đi và cô ta xin lỗi rồi, thưa quý vị, nhưng mà cái lời xin lỗi nó đã quá muộn màng rồi. Bài trên Facebook của Hằng Nguyễn: Hà Nội phát lệnh lúc 0 giờ để 6 giờ thực hiện chỉ thị 16, một cách làm rất Hà Nội, mọi người đang ngon giấc, thế là không ồn ào náo nhiệt, không nhốn nhen chen chúc siêu thị hay ra chợ vơ vét để có thể làm lây lan dịch bệnh thêm, và là một Hà Nội đã một thời đạn bom, một thời hòa bình.
Một Hà Nội của mùa đông năm 46, Một Hà Nội 12 ngày đêm, Nên mọi thứ không bao giờ chủ quan, Một thời gian khó, Một thời bao cấp của lịch sử, Nên đức tính, tích cóp, phòng cơ vẫn luôn ở trong máu rồi. Nên sáng nay Hà Nội vẫn không vội được đâu, vẫn bình thản, rau vẫn đủ, củ vẫn thừa, bò heo gà vịt vẫn đầy sạp chợ. Sài Gòn cũng chỉ thị 16 mà sao lại phải ăn cứu trợ từ cá, nước, từ quả bí của em bé lên ba, mớ rau, cân gạo của bà cụ gần 100 tuổi, con cá từ Quảng Bình của đồng bào từng bị lũ lụt chuyển vào, của tất cả mọi người dân cả nước. Một Sài Gòn mạch giàu nhất cả nước, trọng điểm kinh tế phát triển nhất, đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước, mà phải ăn từ thiện của người dân cả nước, qua hết một đợt 16 rồi. Đợt 16 tiếp vẫn lại vậy hay sao? Dù khó khăn cũng cố mà tự lập, lấy cái miếng ăn hàng ngày đi chứ. Dân nơi giàu mạnh mà cứ ăn đồ ăn từ thiện của dân nghèo, mọi miền khó khăn của cả nước, nhục lắm chứ chẳng hay ho gì đâu. Cứ lấy người trong một nước phải thương nhau cùng, để tự che lấp đi cái xấu hổ và tự trọng bên trong của mình. Thế mới có bộ phim dài tập Người Giàu Cũng Khóc. Ông nghĩ sao về chuyện này? Cái xã hội nào nó ra cái con người đó thưa quý vị? Cái xã hội nào ra cái con người đó thì đương nhiên là cũng phải có những người lên phát biểu cái kiểu như vậy trong cái lúc mà đang hoạn nạn như vậy. Thì thôi, nếu mà mình mà cứ đu theo mấy cái người đời riết thì mình cũng mệt. Tôi thấy những cái trường hợp Hà Rầm ngày xưa đó quý vị, Nguyễn Dũng mà thấy những cái câu mà ngớ ngẩn mà cái như là hạ cấp gì đó, cũng còn nổi giận là nó kia, chứ bây giờ thấy mình cười thôi. Tại vì ở Việt Nam những cái loại đó đầy, mà như cái đó là ba cha mẹ gì của một cái người nào chứ tên là Sến cái gì đó, tên là cái người diễn viên gì, cái cô múa nào đó tên là thôi, mình không có nên nói chuyện cái tên của cái, nhưng mà cái không, cái người đó lên sao? có nói xin lỗi, không nói gì cái vấn đề gì, ông nói không đi. Mẹ làm thì đừng có lôi con. Không, tôi đâu có nói trách cái lỗi của con nó đâu, nhưng mà ý tôi đang nói về cái vấn đề là cái bà này là ai đó. Thì cái người con có lên xin lỗi hay cái gì đại khái thông tin có cái hả? Gì có. Tôi có thấy. Thì sao ông nhận định về cái vấn đề này như thế nào? Nói chung là cạn lời thôi ông ơi. Còn những cái thành phố nào giờ cũng vậy, khi mà dịch giả cái gì khi mà nạn tai nó tới rồi đó thì thôi đừng có coi như là lấy lòng dạ nhỏ nhen như cũng, tức là những cái người nào cái tâm người ta như thế nào thì khi mà hoạn nạn xảy ra thì sẽ lòi ra hết. Khi mà hoạn nạn xảy ra thì những người nào mà nói bằng cái mồm hay là lên chửi người ta này nọ kia, giống như đó, bà Hằng với ông Dũng là vôi cũng lòi ra. Rồi thêm cái bà Hằng này cũng lòi ra, đúng không? Nhưng mà cái bà Hằng này bà viết một cái status của bà trên một cái Facebook gì đó, bất quá thì 10-20 ngàn người đọc. Còn cái bà Hằng kia bà chửi, bà đưa ra những cái điều sai trái, bà hứa tầm bậy tầm bạ, rồi bà nói tầm bay tầm bạ thì có bao nhiêu triệu người trong và ngoài nước nghe. Còn ông thì ông đọc thì ông nói ý kiến mà. Thưa quý vị, để năm qua trình bày cho quý vị cái chứ cái chửi thì bà này bị chửi nhiều rồi. Bà đúng rồi. Cái vấn đề là cái tầm nhìn nó quá hạn hẹp cho quý vị. Người ta không có biết quý cái người dân Sài Gòn. Người dân Sài Gòn của chúng ta, Sài Gòn là cái gọi là cái trọng điểm kinh tế của cả nước. Nội cái ngân sách của Sài Gòn mà thu lại đóng góp cho ngân sách nhà nước đó, thưa quý vị, mỗi năm mấy trăm ngàn tỷ, mấy chục ngàn tỷ, để mà cưu mang luôn cả một cái nước Việt Nam của mình, của chúng ta hiện giờ. Mà đâu có phải lần này, đâu có phải là cái lỗi của Sài Gòn đó thưa quý vị. Sài Gòn đủ khả năng, miền Nam đủ khả năng tự cung tự cấp cho chính nó, họ đủ tiền để mà mua lương thực thực phẩm. Chỉ có điều là bây giờ là Sài Gòn bị đóng băng, có nghĩa là người ta không có được đi ra ngoài để mà người ta mua lương thực thực phẩm. Và những cái nơi mà cung cấp thực phẩm là hiện giờ họ cũng bị trói chân trói tay, họ phải có giấy phép này giấy phép nọ để mà cung cấp thực phẩm cho Sài Gòn.
Sài Gòn dư sức là nuôi cả nước, Sài Gòn dư sức nuôi cả nước, chứ còn không có phải giống như là cái người mà cái cô Hằng này ác mồm ác miệng mà nói là bây giờ Sài Gòn đang giống như là ngửa tay ăn xin. Mà Hằng này bá đâu? Mà khổ một cái, à đúng vậy, ông mới nói gì vậy? Mới đầu quý vị đọc á, quý vị nghe, quý vị nghĩ sao? Mình tưởng là cái bà này ở ngoài Bắc phải không quý vị? Giống như là tưởng đang ở Hà Nội phải không? Nhưng mà chính bà là đang ở trong miền Nam, trong thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì mình mới nói, ủa sao nó kỳ vậy ta? Hồi sáng nay nó quan đọc được cái giấy mời triệu tập của thành phố Hồ Chí Minh gửi cho cái bà này, là Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra sở gửi cho bà vào ngày 27 tháng 7 năm 2021 này, giấy mời nè. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kính mời bà Nguyễn Thị Hằng, địa chỉ ở số, năm qua không đọc số như vậy nha, là số viết nghệ tỉnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, về việc cung cấp chia sẻ thông tin trên tài khoản mạng xã hội Hằng Nguyễn trong bài viết Hà Nội phát lệnh lúc 0 giờ để 6 giờ thực hiện chỉ thị ... có nội dung ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội, gây hoang mang trong nhân dân. Quý vị thấy không? Bà đâu có ở ngoài Hà Nội đâu, mà bà vô trong Nam, bà ở trong Nam rồi bây giờ là đi nói xấu Sài Gòn. Mà nói xấu là nói xấu Sài Gòn nha quý vị nha, chứ còn không có dùng cái chữ thành phố Hồ Chí Minh nha. Bà đâu có nói xấu đâu, bà sỉ nhục. Dạ, yeah. Bà sỉ nhục cả một cái thành phố Sài Gòn 10 triệu dân, quý vị. Trong khi mà mỗi lần thiên tai lũ lụt ở miền Trung, ở miền Bắc, miền Nam gì đó là gần như là chỉ có một mình Sài Gòn là đứng ra gồng gánh hết tất cả mọi thứ cho cả nước Việt Nam, cho những cái người dân khốn khổ. Những cái nguồn viện trợ cũng đa số là từ Sài Gòn mà ra, và những cái người là thân nhân của những người ở Sài Gòn, ở nước Mỹ gửi về hay là ở trên thế giới gửi về, mà nhẫn tâm như vậy. Mà cái này không phải là một người đâu nha quý vị nha, rất là nhiều người, nhưng mà đây là chỉ là một trường hợp điển hình thôi. Bởi vì mình thấy cái chuyện vô ơn mà nó có chứ không phải không có. Mà sao vô tình tự nhiên hai bà này tên Hằng hết? Cái bà Hằng kia đó bao nhiêu tháng trời thì không sao. Còn bà Hằng này mới nói con gì cái đều bị triệu tập. Thì qua cái vụ dịch Covid như vậy là sẵn đây Dũng cũng nói luôn quý vị, nhắc lại tôi quên mấy cái vụ mà cho oxy đó quý vị. Thì Dũng thấy là ở trên mạng người ta đang chia sẻ về, bởi vì tất cả các cái bệnh viện đều có cái trang Facebook cá nhân, trang web cá nhân. Thì quý vị, nhiều người cứ vào đó hỏi rồi quý vị. Hỏi ở trên bệnh viện Chợ Rẫy gì ở trên Facebook, hỏi là bà Hằng có gửi có cho oxy chưa, thì người ta trả lời là chưa rồi đó. Rồi xong rồi bây giờ thì ra là bà Hằng thì bà không cần phải cho cái số điện thoại của bác sĩ Thiện nữa chứ á. Cứ việc quý vị gọi vào ngay thẳng, tất cả các cái bệnh viện đều có cái số, có cái đường dây gọi để quý vị gọi, quý vị hỏi. Chứ còn những cái mà số của bà Hằng đưa ra là đã tòa tiếp theo với bà rồi, không biết là như thế nào. Nhưng mà bởi vì mình không tin được bà, cho nên những cái thông tin mới đưa ra mình phải kiểm chứng lại. Thì người ta có vào cái Facebook của cái bệnh viện Chợ Rẫy để hỏi, thì là không có cái vụ mà chưa nhận được cái vụ oxy nha quý vị. Còn đây nè quý vị nghe này ha, đây là cũng của một anh, không biết anh có cho nói tên không. Thì không vào được thì cứ việc gọi điện thoại thẳng tới Chợ Rẫy để tìm hiểu thông tin nha. Gọi tới là ta trả lời liền. Oxy của Chợ Rẫy, bệnh viện Chợ Rẫy là nguồn ở đâu? Người này nói gì? Công ty cho cái nguồn của nhà nước. Của nhà nước chứ không phải là của con Phương Hằng ở vợ lúc nào vui là cho toàn bộ oxy Chợ Rẫy. Đó là mình có sinh mồm mà đâu có phải không chị đấy đâu mà mình cho. Ừ, vậy nó nổ mẹ, nó bảo nó cho 10 đến 15 triệu liều vaccine, cuối cùng cũng không, tầm 7 không. Nó vẫn đang nổ, nó cho nguồn oxy cho Chợ Rẫy, bù láo thế. Láo thế. Cháu làm ở cái khoa là gì đấy? À, ngoài những
hóa. Ngoài tiêu hóa, ok. Có thể xác minh cái nguồn tin, cháu làm Chợ Giấy, bác sĩ đây biết liền gì đâu. Yeah. Ok, rồi giữ sức khỏe nhá, cảm ơn nhá. Yeah. Rồi, thì quý vị thấy đó, bây giờ không phải như người xưa. Bạn có nói, à, mẹ tụi nó nói tôi nổ. Tôi muốn tôi mà nổ không quý vị. Chuyện từ thiện tôi muốn làm rồi tôi làm, tôi muốn làm rồi tôi không làm. Mà đừng có ngồi đó, làm được gì chưa? Có giàu chưa, có tiền chưa? Mà bày đặt ngồi đó giặt bươi móc. Thì cái, quý vị thấy ha. Rồi nghe rõ ràng ha. Còn một cái nữa là về cái găng tay. Thì cái người mà cung cấp cho Dũng số cái thông tin về cái nhà máy găng tay, ta đưa cái nội dung cho Dũng nghe, nhưng mà cổ lại không muốn cho cái giọng của cổ ở trên này, cho nên Dũng không có đưa lên được. Đại khái là vốn của cái găng tay đó là chỉ có 1 triệu đô thôi quý vị, 1 triệu đô mà bữa ba nổ là bao nhiêu chục tỷ vậy, chừng tỷ đô vậy đó, 1 tỷ đô. À, chỉ có 1 triệu đô cho cái dàn máy mà chỉ còn có 50% chất lượng, chỉ còn có 50% và nhập từ Trung Quốc về nha quý vị. Và tất cả các cái máy móc thì nó có cái phần mềm của nó để nó vận hành nguyên một cái dàn máy đó. Thì ông Dũng là vô để ống kẹo đã mua máy cũ là đã không được sở y tế với lại tức là những cái vật nhờ những cái mà dây chuyền sản xuất về vật phẩm y tế là nhập vô rất là khó. Thường người ta là nghe nhập của Đức hoặc là của Nhật thì nó vẫn còn rất là tốt để mà mình tiếp tục mình tái sản xuất hay là mình đem về để mình tiếp tục sản xuất. Riêng về cái của tụ tàu á là nó xài mà nó cho thành rác rồi đó, không ai mua rồi đó. Ở Việt Nam mới nhập về thì trong đó có ông Dũng là vui. Ông nhập cái hệ thống mà sản xuất bao tay mà bà hàng bán nổ là trên toàn thế giới không ai có. Mà không phải tự hào cho công ty tôi đó nha quý vị, mà còn tự hào cho đất nước Việt Nam này nữa quý vị ơi. Đó là cái dàn máy đó đó. Thử mua có 1 triệu thôi mà còn không tới 50% bao tay có gai và có mùi đó. Bao tay có gai, có mùi dâu, mùi chuối đó. Đó thì cái phần mềm ổng lại không có nhập về, ổng đem về để cho kỹ sư Việt Nam tự mày mò ra để mà làm ra cái phần mềm để mà vận hành cái máy đó, cho nên tới bây giờ vẫn chưa sản xuất được nha quý vị. Và cái dàn máy đó vẫn còn đang u mê mê đâu đó. Thì cái video của bà đưa ra đó là cái bao tay đó là bao tay chùi cổ tiêu mà nó dài cho tới nách vậy đó. Mà nó dày, mà nó có gai thật sự. Để chà bồn tắm, chà cổ tiêu, chà đi hốt rác rồi đó. Thì hết nói nổi mẹ này luôn. Thì Dũng thông tắp cung cấp về cái tình hình của cái máy, cái nhà máy sản xuất bao tay là nó miệt mài nha. Bây giờ vẫn chưa sản xuất, chưa được vô vận hành. Bởi vì ông không có nhập cái phần mềm để mà vận hành cái số lượng máy móc đó. Bây giờ hiện tại bây giờ mình nổi cái theo thùa máy giá thôi, nó cũng bấm rồi bao nhiêu số lượng bao nhiêu rồi sao mẫu máy sao cái kịch cái là in hàng loạt ra. Thì nói về đây quý vị dễ hiểu là mấy cái máy sản xuất bao tay khẩu trang cái gì nó cũng vậy. Thì ông không nhập cái phần mềm gì không à. Ông không có nhập cái chỉ nhập máy móc thôi, máy mà máy cũ của tụi Trung Quốc á. Còn phần mềm thì không, thì có đâu ra để mà bả xuống với nó để mà bả quay hình để xuất hiện bả, mà là bả lấy cái video clip ở đâu đó có hình có nghe tiếng gọi là của tụi chiếc chứ chứ rỡ đi hậu à, xong rồi bả voice over qua à. Đó vậy đó, không có bả, không có ông Dũng, có nhân viên nào Việt Nam hết trơn á. Cho nên cái bà này đó là bà phải là bà không có sự cẩn trọng khi mà bà đưa nhân chứng gì ra. Cái thành ra đó là bà là một cái trò cười mà vô tận. Và khi mà bà đưa những cái thông tin gì ra thì quý vị có coi hôm bữa là bà với lại Nam Quang. Không phải bà với Nam Quang, sorry. Có một cái buổi phỏng vấn của Nam Quang và Đinh Lan. Về cái vụ mà công an nhào xuống bắt Đinh Lan, công an Bình Dương. Mà lên tận Sài Gòn để mà bắt công dân của cái thành phố khác quý vị, nó loạn tới mức vậy đó. Và cái người mà ra rã mà vu khống người ta thì tỉnh bơ, còn cái người mà như Đinh Lan không có bằng chứng gì hết trơn thì lại công an Bình Dương xuống bắt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ đó công an Bình Dương với bà đó là xui đụng ngay cái bà Đinh Lan,
mà bà đi răng này cái mỏ không có vừa. Bà hô hoán, bà có nguyên một cái kinh của bà mà biết bao nhiêu lượt người xem. Rồi bà còn gọi ra ngoài nước ngoài để bà trả lời phỏng vấn này nọ kia, bà làm bùm 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 lên như vậy. Thì bây giờ công an Bình Dương có còn mặt mũi nào, có cái gan nào mà 50kg mà đi bắt Đinh Lan nữa không? Cho khi bây giờ là toàn thế giới đều nghĩ là Bình Dương đã hả hỏng ra đớp tiền của bà Hằng rồi, để đi bắt người mà đi triệu tập trong vòng 10 phút. Xong rồi triệu tập tiếp lần thứ 2, triệu tập tiếp lần thứ 3 là ngày 3 tháng 8 đúng không? Thì quý vị thấy bây giờ chính quyền Việt Nam... Không, chưa có triệu tập lần 3. Mới triệu tập lần thứ 2 là ngày 3 tháng 8 gì đó phải không? Họ tính là tới ngày đó là cái ngày mà bà Hằng bị bắt trước ngày đó. Thì có nhiều nguồn tin đó thưa quý vị, là cái thằng mà đi tống tiền để bắt cóc con bà Hằng đó, thì ra sao mà nó ngu tới cái mức độ mà thường á là những cái người mà đi tống tiền á là phải bắt cóc được đứa nhỏ rồi mới tống tiền, đúng không? Còn giờ chưa có bắt cóc được đứa nhỏ thì cái sao đòi tiền? Cái này là hăm dọa, mà nghe mấy cái lời đó toàn là cho 2 triệu, không là 500 ngàn, nắp giá của một đứa con nít của một người đại gia mấy ngàn tỷ, bao nhiêu ký kim cương sổ đỏ là gì, bắt cóc đứa nít 500 ngàn là gì ông mà tính được? Rồi còn lấy ông tuổi bụi này cho luôn cái số điện thoại, cho luôn số tài khoản, xong rồi cho luôn tên tuổi lâm lá chân, mà đi bắt cóc gì kỳ vậy? Mà không có cái bằng chứng nào là cái sự bắt cóc đó là do ai chịu chủ mưu gì vậy chứ, tự động đi bắt Đinh Lan. Thì bây giờ cả toàn thế giới đều biết đó, là cả toàn thế giới đều đặt cái nghi vấn là công an Bình Dương vậy rồi. Thì cả công an Bình Dương nữa, biết bà Hằng này đó là bà đưa hết 6 người lãnh đạo của Bình Dương vô tù rồi. Bây giờ thêm một cái đám công an Bình Dương này nữa thì không biết chừng nào bị rờ gáy đây. Cho nên á, tiền của bà Hằng thì tiền của bà Hằng, nhưng mà trong cái thời điểm nhạy cảm này mà công an Bình Dương tại sao mà làm những cái chuyện mà quái quâm, mà đi bắt người khác thành phố, mà bắt người không chứng cứ, mà tức nghĩa là chứng là tố cáo, tự mình tố cáo mình ăn tiền, với lại bị một cái con đàn bà mà bố láo gì mà điều khiển là sao vậy công an Bình Dương? Còn có nhiều nguồn tin nói là đáng tin cậy nha quý vị, là cái thằng này tức là người của bà Hằng đó nha quý vị, người của bà Hằng gài vô để mà đưa Đinh Lan vào tù. Cái gì anh đã tên gì không, tên ba chữ ngửi gò dép xinh Mai Xuân Cường. Mai Xuân Cường